và thông báo cho bạn tin cực kỳ sốc. Hiện tại là ở chỗ mình á, là bị nhiễm quá trời luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ kinh khủng luôn, không ai dám ra đường luôn. Nói giờ quá trời ghê, ghê luôn rồi. Bây giờ nói chung là ngồi đây giờ bơ vơ luôn, không biết. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CV. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nhé. Thì hiện tại là mình vừa mới đi làm về nè các bạn. Để mình chạy qua bên đây mình mua lon nước uống rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn tí. Bên đây là cái khu vực bên này nè các bạn. Khu vực bên này là khu vực văn phòng của công ty mình. Thấy không? Đây chạy từ từ các bạn xem luôn nè. Đây cổng màu đỏ nè. Là khu vực văn phòng công ty mình. Đó, có hai cái giải. Ở đây là cái xưởng năm của công ty. Ở công ty mình á thì có cái quầy nước này nè các bạn. Là cái quầy nước này rất là rẻ luôn. Rẻ nhất của công ty mình đó. Do đó thì mình sẽ ghé quầy nước này để mình mua lon nước uống các bạn. Đây là lon nước mà cái giá mà đắt nhất ở cái quầy nước này các bạn, 180 yên nè. Tất cả ở đây là chỉ có từ 90 yên nha. Chỉ có ở nước Nhật á, ở khu của mình luôn, chỉ thấy có cái cột này á là có giá thấp nhất là 90 yên thôi. Không, còn không có đâu mà có 90 yên hết. Đó, và cao nhất là 180 yên. Hôm nay mình sẽ mua lon này. Okay. Đó, đây là tiền lẻ thổi xuống đây các bạn. Rớt luôn. Đó, thôi lại nè. Rồi. Lon nước các bạn, rất tuyệt vời. Bánh liter nhé. Đây là cái bên đây là cái phía mà xưởng năm của công ty mình nè, cũng một xưởng rất là mới. Rồi khu vực này là cái đường giữa nè, từ cột nước nè, thì cái tòa nhà, cái dãy nhà màu trắng này chính là cái văn phòng công ty mình. Đây là một cái văn phòng nè, bên đây cái văn phòng nữa, hai dãy nhà đều là hai cái văn phòng công ty mình nè các bạn. Đó. Và ở kế văn phòng nè, bạn thấy không, cái xưởng thì nằm rời rồi, không, xưởng năm thì nằm kế thôi. Còn đây cái đường này nè, đi qua bên kia là qua ba cái xưởng khác của công ty mình nữa, bốn cái xưởng khác nữa. Đó là những con đường khác nhau. Rồi đây các bạn, đây có một cái công ty mới nè, đang xây dựng xong rồi mà chưa có khánh thành các bạn. Trồng cây kiểng hàng rào rồi, nhìn rất là đẹp luôn á. Quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn nè. Thấy không? Nhìn rất là tuyệt vời ha. Ở bên đây á, là cái công ty mà cơ khí luôn, sửa chữa và chuyên đóng xà lan. Những chiếc xà lan chở cần cẩu bự đó các bạn. Đó, đó là khung xung quanh công ty mình như vậy. Thì hôm nay á, trời mát mát thôi chứ không có lạnh lắm các bạn. Hôm nay là bây giờ là hiện tại là bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Mình về 6 giờ, nãy bấm thẻ bạn coi á. Thì bây giờ 6 giờ 5 rồi.
mà trời còn rất là sáng luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra góc biển này. Đây là góc biển quen thuộc các bạn, chỗ gần công ty mình nè. Và hôm nay là biển rất là cạn luôn, nước ròng. Mình thấy thôi, bây giờ đi bắt hào được á. Nhưng mà xuống nước cũng hơi lạnh các bạn. Ở bên đây là cái công ty mà sửa chữa xà lan nè. Bên đây đối diện là công ty sắt dụng nữa bạn, đó. Bây giờ cho bạn xem cái khung cảnh ở ngoài biển tí nè các bạn. Ở buổi chiều hôm nay cũng khá là bình yên. Thì tình hình đó là hồi sáng này các bạn, hồi sáng này là trời mưa. Trời mưa rất là lớn luôn, mình đi làm mình phải là che dù luôn á. Bây giờ dù bỏ trong giỏ kìa. Nhưng mà mưa tới khoảng là 3 giờ chiều là bắt đầu là trời nắng. Nắng và hiện tại bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Và vẫn còn rất là sáng luôn các bạn. Đó, trời nói chung là khá là đẹp luôn. Đó, hôm nay là đúng cái ngày làm video của mình luôn. Nếu mà mưa tới giờ này chắc cũng hơi mệt á. Là không biết là kiếm chỗ đâu mà làm video chia sẻ cho các bạn nữa. Đó, cũng may mắn ha. Rồi, chào các bạn nha. Thì hồi nãy giờ mình cho các bạn xem cái khung cảnh buổi chiều. Hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau các bạn. Thì thường người bạn nào mà xem cái kênh của mình thì để ý là mình thường hay chia sẻ video vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, ngày chẵn các bạn. Còn ngày lẻ thì mình không có chia sẻ. Ở giờ tới thì hôm nay mình mua lon nước. Đây là một lon nước mà đắt nhất ở các quầy nước tự động ở khu của mình luôn các bạn. Thì hôm nay mình ngồi mình mua lon nước này, mình chia sẻ các bạn. Hôm nay mình ăn mừng các bạn. Ăn mừng thì cái tháng vừa rồi mình tăng ca khá là nhiều các bạn. Đó, do đó thì hôm nay mua lon nước và ăn mừng thằng sẵn tiện chia sẻ các bạn luôn. Và thông báo cho bạn tin cực kỳ sốc. Hiện tại là ở chỗ mình là bị nhiễm quá trời luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ kinh khủng luôn, không ai dám ra đường luôn. Nói giờ quá trời ghê ghê luôn rồi. Bây giờ nói chung là ngồi đây giờ bơ vơ luôn, không biết làm sao luôn. Nói đùa bạn tí thôi. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 nha các bạn. Đó, mới vô nói đùa bạn tí thôi. Ngày cá tháng 4 thì các bạn biết ngày gì rồi đúng không? Nói chung thì hôm nay thì trước khi chia sẻ thì ngồi uống nước cái nha các bạn. Rồi, xin mời các bạn nha. Cảm giác đã quá, sảng khoái quá. Mệt mà uống cái lon này vô là khỏe liền luôn các bạn. Nó có vị giống như cái lon bò cụng á, Red Bull ở Việt Nam mình vậy đó. Đó, rất là ngon luôn. Lon nước là mắc nhất luôn á. Thì ngày hôm nay ngồi đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin. Là hiện tại là ở Sasebo của mình các bạn, ở tỉnh Nagasaki, Sasebo của mình đã có một người bị nhiễm rồi. Đó, và nói chung là cái người đó ở cái huyện của mình, nhưng mà không phải xã của mình. Đó, thì thông tin được biết là người đó ở cái xã mà nói chung cái hướng nó ngược với cái hướng về cái xã của mình. Mình cũng chả biết diễn tả sao cho các bạn hiểu nữa. Nhưng mà nói chung là cũng hơi khá là xa các bạn. Chứ bây giờ là sắp tới là hiện tại là bây giờ là hoa anh đào đang nở rồi. Mà hiện tại Sasebo của mình đã có một người nhiễm rồi. Thì cái lệnh giới nghiêm ở đây cũng có rồi các bạn. Nói chung là cái mùa hoa anh đào này thật sự là cái mùa hoa anh đào nói chung là không có được gọi là vui vẻ lắm các bạn. Và đây là mùa hoa anh đào cuối cùng của mình rồi. Nhưng mà không may là trúng vào cái thời điểm này. Và hôm nay thì đang yên đang lành, tự nhiên không biết con người này thì tại vì báo Nhật trên những cái tờ giấy của Nhật các bạn, mình cũng không có rành, mình cũng không có được đọc được thông tin chính xác là cái tỉnh của mình có bao nhiêu người được. Mình không có biết rõ cái điều đó luôn. Và hôm nay cái người ở Sasebo mình bị nhiễm là do cái ông quản lý. Cái ông quản lý cũng chia sẻ, ông vừa mới chia sẻ xong mình mới biết nè các bạn. Hôm nay là cái ngày đầu tháng thì anh em Việt Nam mình là có một tiếng đồng hồ là từ 5 giờ cho đến 6 giờ là sẽ tập trung lại vào một cái phòng và anh em ngồi đó học. Học an toàn nhưng chủ yếu là nói chung là để cho anh em giao lưu sau một tháng làm việc thôi các bạn. Chứ không có học hành gì hết. Giờ có những cái thông báo gì quan trọng thì ông quản lý á, cái ông quản lý về cuộc sống á, thì ông chia sẻ cho mình. Hôm nay ở công ty của mình thì có thêm một cái người gọi là kỹ sư các bạn, và người Việt kỹ sư nữa. Là hiện tại là chính thức hiện tại bây giờ là có 3 người. Có 3 người là làm ở văn phòng, là người Việt luôn. Không, còn dưới xưởng hiện tại bây giờ là trên 50 người các bạn. Và công ty của mình là khá đông người Việt á. Chia sẻ cho bạn một số cái thông tin như vậy. Liên quan đến cái ngày hôm nay. Còn hôm nay là ngồi đây ăn mừng thì mình chia sẻ với các bạn thì tháng vừa rồi là mình tăng ca khá là nhiều. Tại vì mình
làm được, hiện tại là mình đang làm một cái sản phẩm của cái công ty mà nó sửa chữa xà lan này nè. Nó đặt ở bên công ty mình làm các bạn. Và cái sản phẩm này nói chung là cũng khá là gấp á, nên là được tăng ca 7 giờ. Đúng, và cái tháng vừa rồi là mình được nửa tháng tăng ca 7 giờ mới về. Là bình thường là mình tăng ca một ngày 1 tiếng thôi. Nhưng mà cái tháng vừa rồi là được nửa tháng tăng ca 2 tiếng, nên là cái giờ tăng ca cũng tăng lên khá là nhiều. Do đó thì cái thu nhập tháng này thì mình sẽ được trên 30 triệu đó các bạn. Ở đây cũng là một thông tin, nói chung là gọi là tinh thần khá là vui, nên ngồi đây là mua nước uống ăn mừng sẵn tiện thì chia sẻ cho các bạn cùng vui với mình luôn. Nhân tiện ngày đầu tháng thì mình tổng kết lại cái tháng vừa rồi, và cũng là cái tháng mới này thì có rất là nhiều cái, nói chung là sự kiện diễn ra tại công ty của mình các bạn. Tại công ty của mình là bắt đầu từ tháng 4 là ngày thành lập công ty. Đó, thì ngày thành lập công ty cái năm đầu tiên mình qua nha, là mình sẽ được công ty là tặng mỗi người một cái bánh, một cái bánh to vậy này, giống như bánh kem vậy đó. Nên rất là vui. Và năm thứ hai thì không được tặng gì hết. Không biết năm này năm cuối thì có được gì không nữa. Con thì sắp tới rồi các bạn. Đó, và tháng này thì hy vọng là sẽ được duy trì cái mức tăng ca 2 giờ mỗi ngày như vậy. Thì bình thường là về 1 tiếng thôi đó, thì nó rất là ít các bạn. Nhưng mà tăng ca 2 tiếng thì mình nhân đôi lên giờ tăng ca rồi, thì cũng nhiều hơn tí. Do năm cuối rồi, năm cuối thì về Việt Nam có khá là nhiều dự định các bạn. Dự định về Việt Nam lấy vợ nữa. Giờ đây bây giờ cố gắng làm sao, nói chung là được làm càng nhiều càng thích, không càng, nói chung là càng phấn đấu để làm sao dành dụm được chút đích chút đỉnh tiền nữa để về lo vợ con này nọ nữa chứ. Ok, mời các bạn nha. Do bắt đầu vào mùa xuân rồi thì khí trời trở nên ấm áp hơn, thì sẽ có thời gian và có điều kiện này nọ để chia sẻ video cho các bạn nhiều hơn. Hôm trước thì có thời gian mình chia sẻ cho các bạn video, mỗi ngày mình chia sẻ video cho bạn luôn á. Nhưng mà không biết các bạn có nhàm chán hay không ha. Thì các bạn xem video này, các bạn để lại comment dưới. Nếu mà các bạn muốn quan tâm, nói chung là cuộc hàng ngày luôn á, hàng ngày mình chia sẻ video cho các bạn luôn á, thì các bạn cứ để lại là comment dưới, mình sẽ cố gắng mình chia sẻ cho các bạn hàng ngày. Còn hiện tại thì video của mình mình chỉ chia sẻ vào những ngày chẳng thôi các bạn. Tại vì đi làm về rồi, nếu mà mấy bữa rồi là mùa đông các bạn, là thời tiết nó cũng không được thuận lợi á, nên là không có chia sẻ cho bạn thường được. Còn nếu quay cảnh ở bữa trưa ở công ty thì chỉ quay cảnh xung quanh công ty thôi. Đó, thì nó lặp đi lặp lại nhiều quá thì đâm ra các bạn sẽ nhàm chán. Nhưng mà bây giờ sắp qua mùa xuân rồi, mình sẽ cố gắng là tranh thủ những giờ nghỉ trưa các bạn, mình sẽ đi vòng cái khu xung quanh công ty của mình để mình chia sẻ các bạn ha. Tại vì mình làm bất tiện cái là mình làm ở công xưởng. Mình làm công xưởng thì nó sẽ dễ bị lặp lại các bạn. Rồi, có rất là nhiều YouTuber hiện tại ở Nhật á, những cái người mà đi cái đơn mà công trường á, thì nó sẽ thoải mái hơn. Tại vì họ đi làm ở nơi này nơi kia thì sẽ có nhiều cái cảnh mới để chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà cái kênh của mình á, thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn về những cái gì liên quan đến công xưởng thôi. Do đó các bạn cũng xem ủng hộ mình, thì nếu các bạn cảm thấy mà cái gì mà nó lặp lại nhàm chán nhiều quá, các bạn cũng nhớ để lại comment để nhắc nhở mình nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, do đó thì ngày hôm nay thì ngày đầu tháng ngồi đây mình chia sẻ video thì cũng cung cấp cho bạn một số thông tin về hiện tại là Sasebo của mình cũng có người bị nhiễm như vậy, do rất hạn chế luôn các bạn. Cho nhưng mà cuối tuần này mình sẽ đi ngắm hoa anh đào, cố gắng là tìm một cái chỗ nào cũng hơi nói chung là đẹp, không có đi xa được nhưng mà đi gần, như tìm chỗ đẹp nhất để mình chia sẻ cho các bạn. Ok, các bạn cố gắng theo dõi ủng hộ mình nhé. Rồi, nhân tiện ngày đầu tháng thì mình cũng chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe, một tháng mới luôn gặp nhiều may mắn. Và hiện tại là những người bạn nào ở Việt Nam thì tại giai đoạn này không nên đi đâu nha các bạn, ở nhà đi, ở nhà xem những cái clip YouTube ủng hộ cho anh em YouTuber của tụi mình. Và hiện tại là cái ở Việt Nam đang cái lệnh giới nghiêm toàn xã hội đúng không, cách ly toàn xã hội đúng không, thì do không ai không có việc gì quan trọng thì ở nhà đừng nên ra đường các bạn. Đó là trong vòng 15 ngày này, 15 ngày vàng á. Đó, do đó thì mọi người cũng nên chấp hành cái quy định của nhà nước nha các bạn. Ở bên này thì cũng là bây giờ là cũng khá là giống ở Việt Nam các bạn. Ông quản lý hiện tại thì vừa rồi ông cũng nhắc anh em của mình là bây giờ là đừng nên đi đâu hết, chỉ đi đến công ty rồi đi về thôi. Tại khu này cũng khá là hẻo lánh đó các bạn. Và nên là rửa tay thường xuyên rồi đeo khẩu trang vào nữa.
Nhưng mà hiện tại mình ngồi đây á, thì mình chia sẻ cho các bạn cũng không có đeo khẩu trang luôn. Đây đây có mình mà, tự nhiên đâu nào vắng vắng như mình là ngồi nha các bạn. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn sẽ theo dõi video ủng hộ cho mình. Và bây giờ mình xin dừng video nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn theo dõi ủng hộ mình. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.